Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay nhà em xin giới thiệu tới các anh sản phẩm tượng gỗ thần tài thổ địa. Với tượng gỗ này chúng ta dùng để thờ cúng, mang lại tài lộc và may mắn cho gia đình mình. Vậy nếu các anh có quan tâm tới sản phẩm bên em, hãy để lại số điện thoại hoặc nhắn tin cho bên em để nhận được thông tin sản phẩm một cách nhanh chóng nhất ạ.